Thôi cháu đẹp với người Quỳnh rồi. Em xin kính chào các khán giả Kim Anh Đảo. À, chiều nay là em đón tiếp chị Kim. Thì qua lượng một cái lắc quá xuất sắc quý khách nè, lắc quen lật đôi nha, đúc nha, đúc đặt luôn. Trọng lượng cái lắc này là 6 lượng 27 phân 4 ha. Chị lựa thêm một mẫu lắc quen lật đúc nữa. Lắc này là lắc bé này là 5,5 chỉ. Hai những em bé, cái này cho bé nhỏ ở nhà nè. Đó chị cần luôn những nam anh em về nhiều mẫu mã cho mấy bé trai lắm. Tổng bộ này của mình là 6 lượng 93 2 ha, trị giá là 280 triệu. Và cái này là để cho em với chị rồi, cái này có đeo không? Đeo không? Vừa luôn à? Vừa luôn, vừa y luôn. Quá trời đẹp luôn. Rồi em cảm ơn chị Kim nhiều nha, chúc chị làm ăn phát tài nha. Quá trời xinh luôn quý khách nè. Em gửi mình hóa đơn, em bằng chị phóng lịch về cho em ha. Em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo. À, trưa nay là em đón tiếp chị Loan. Chị qua lựa một mẫu lắc quen lật đôi nha, móc máy rất là đẹp luôn, kết tim nha. Trọng lượng cái lắc này là 1 lượng 26 phân 2. Thêm một đôi bông tai nữa. Đây là mẫu bông 4 chấu ha. Mình thích đeo đơn giản mà đeo mấy mẫu này nha. Em về đủ cỡ hộp luôn. Một đôi như gì làm tờ cỡ 2,5 tới 3 phân nha. Rồi em mượn tay chị Loan em đeo à. Cái này có hộp rất là chắc luôn. Đeo bông tai cho chị luôn nha. Quá trời xinh luôn á. Vàng bên em chị đeo á, sau này mình muốn đổi mẫu á, là vàng đổi ngang bù tiền công thôi ha, không có bù trên lợp vàng. Quá đẹp luôn. Chị giá bộ này của mình là 52 triệu 900. Em gửi cảm ơn chị à. Em xin kính chào quý khách hàng tiệm vàng Kim Ngọ ạ. Buổi sáng nhà hôm nay nhà em có lập vụ tiết ha, đến từ Đồng Nai Long Mặt nha. Ghé ủng hộ tiệm vàng Kim Ngọ là 14 màu xi men, và khóc cùng nhà Kim Ngọ luôn, xi men bản 7 ly 9 ly ạ. Đây móc máy nè, theo công nghệ D này rất là sáng lung linh luôn nha. Đây gợi sóng nè, nó đường khóa rồi chắc chắn luôn, cuốn cáp luôn, nhìn tinh vi, khóa rất là chắc chắn và sắc sảo lắm, nhìn kỹ mới thấy được khóa thôi, đẹp luôn. Tay dì su nè, và bốn vòng rất là cực đẹp luôn nha. Vòng này là có khoảng là 2 lượng 23, tổng số tiền chị mua là có khoảng là 90 triệu. Em cảm ơn chị đã ghé ngồi thì mà kia nhỏ bên em ạ. Dạ em cảm ơn chị nhiều ạ. Em xin kính chào quý khách hàng tiệm vàng Kim Thảo ạ. Trưa ngày hôm nay em có lọc từ anh Bảo ha, đến từ Bình Thạnh ha, ghé mùa tiệm vàng Kim Thảo là một sản phẩm là siêu hot, siêu đẹp luôn ha. Đây ạ, đây là một cái lắc hình con rồng nè, công nghệ heo, công nghệ 5D nha, có thể di động được luôn ha. Có ba nè, có đầu rồng rất là sắc sảo luôn, ngậm ngọc đỏ nè, rồi hai bên ve rồng này rất là chắc chắn luôn. Rồi đường viên rồng nè, nguyên con rồng rất là đẹp luôn. Đây nguyên rồng rất là ngầu luôn. Đây bằng chân di động luôn được luôn ha. Có lắc nè. Cái mẫu là mẫu hàng độc lạ luôn nha. Mẫu là mẫu hàng em thiết kế từ catalog ra nha mấy anh chị. Đeo rất là không đụng hàng luôn ha, rất ít đụng hàng luôn. Rồi, cái lắc này tầm có khoảng là 2 lượng 532 ạ. À, đeo đầu rồng này rất là ngầu luôn ha. Đeo con rồng này là phong thủy làm ăn, tấn tài tấn lộc nha, gặp nhiều may mắn, tiền vô như nước luôn ha. Rồi đem đeo vô tay khách hàng cho mấy anh chị xem ạ. À, đeo tay rất đẹp luôn, vừa iPhone cái tay của anh luôn nè. Nè đầu rồng rất là sang luôn, rất là ngầu luôn, rất là lạ luôn ha. Tổng số tiền mà cái lắc này anh mua là 123 triệu mấy trăm ạ. Em cảm ơn đã ghé mua tiệm vàng Kim Thảo bên em ạ. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Thảo ạ. Sáng nay là em đón lộc của anh Hữu. Đây anh qua lựa một combo sư tử bên em rất là đẹp luôn. Quá xuất sắc, hàng thiết kế của chị chủ bên em luôn, của chị Thảo luôn quý khách nè. Một mẫu dòng sư tử ha, dòng sư tử trơn, đây rất sắc sảo luôn. Mẫu 9D nha, tầng vân rồng rất là đẹp luôn quý khách ha. Đây, mắt này mắt đỏ nha, rồng tượng trưng cho sự dũng mãnh ha. Quá sang, quá đẹp luôn. Đây là mắt rồng, mắt sư tử này mắt đỏ. Mắt đỏ là may mắn nha. Đây, đeo vàng bên em á là vừa đeo trang sức đẹp nha, vừa có tài lộc làm ăn phát tài phát lộc luôn ha. Đi bộ chung với cái dòng này là cái nhẫn nha, đây là mẫu nhẫn sư tử luôn, sư tử ngồi trên kim tiền này. Form nhẫn này, cái dòng này là form là gần 4 lượng quý khách ha, 3 lượng 3 hơn. Em về đủ, em ra hiện tại là chị chủ đang thiết kế về rất là nhiều mẫu mã giống như vậy nha. Và mẫu nhẫn này là form 8 chỉ nhẫn đai, bên em là nhận đặt hàng luôn. Đây rất là đẹp,
một cặp song hổ nha, quá đẹp luôn á, sang cực kỳ. Trị giá cái dòng này của anh là 176.739.000. Thêm cái nhẫn này nữa, nhẫn này là 34.844. Trị giá hai sản phẩm hôm nay anh ủng hộ bên Kim Bình Thảo em là 211.583. Đây, chúc anh Hữu làm ăn phát tài phát lộc nha, và luôn săn được những mẫu hàng độc lạ bên Kim Bình Thảo em ha. Địa chỉ tiệm em ở 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Em xin mời quý khách gần xa để ghé tiệm em để sắm những trang sức độc lạ về mình đeo ha. Rước lộc may mắn của tiệm vàng Kim Bình Thảo bên em nha. Em xin cảm ơn ạ. Em kính chào quý khách tiệm vàng Kim Bình Thảo ạ. Chiều nay là em đón tiếp chị Xanh. Đây chị Xanh cho em mượn lại. Chị Xanh lựa hai bộ xi men. Đây là bản nguyên mất máy nha. Hai bộ này là ni 56. Trọng lượng là 1 lượng 6/3. Quá đẹp luôn á, chị đem một ni 56 cực kỳ sang. Chị giá bộ này của chị là 42 triệu. Thôi nhận lại cực ha. Em đợi chị hóa đơn, cảm ơn chị nhiều nha. Em tặng chị. Dạ em xin kính chào khách tiệm vàng Kim Bình Thảo. Chiều nay là em đón tiếp chị Lệ. Chị Lệ ở đâu à? Bình Dương. Ở Bình Dương à? Trời quá trời thương luôn á. Từ Bình Dương mà qua Kim Bình Thảo em nè. Lựa một cái mẫu dòng ha. Quá trời cưng chị luôn. Đây là mẫu dòng hộp nha. Dòng này Italy 750. Trọng lượng cái dòng này là 14 gram hơn ha. Trị giá là 21.500. Chị lựa cho anh một mẫu nhẫn nam dòng vàng 4 số. Và một sợi dây. Dây cong bọng ống ha. Quá đẹp luôn á, tổng bộ này của mình là 87.700. Rồi em gửi chị Lệ hóa đơn nha, cảm ơn chị Lệ nhiều ạ, chúc chị sức khỏe luôn các bạn. Em xin kính chào các tình vàng Kim Bình Thảo ạ. Trưa nay là em đón tiếp chị Trang cho em mượn tay ha. Chị qua lựa hai bộ xi men, đây là mẫu bản 4 ly ha, bóc máy rất là sáng luôn. Rồi, hai bộ này của chị là gần 1 lượng mốt nha, ni 56. Em về từ ni 48 đến ni 56 luôn. Các bạn ơi, tôi đã đeo nhiều rồi. Rồi đây, chị còn lựa thêm một đôi bông, bông bật nha, dạng kết tấm hình vuông, đeo luôn nha chị nha. Bông này có 6 phân hơn. Mấy cái hộp tấm nhỏ này là bên em bảo hành cho mình ha, cứ đeo thoải mái. Đó. Đó, xinh luôn, tổng bộ này của chị Trang là 46.220. Em gửi chị hóa đơn, cảm ơn chị nhiều ạ. Cái hộp này chị ha. Em xin kính chào quý hàng địa bàn Kim Thảo. Buổi trưa ngày hôm nay nhà em có lọc là từ gia đình anh được ha. Cái mùa địa bàn Kim Thảo này làm có 4 món siêu phẩm rất là cực sáng luôn ha, đẹp luôn. Đây là 7 vòng xi men, đây là mua tặng chị gái ha. 7 vòng xi men này tầm có khoảng là 3.8. Món máy là sáng lung linh luôn. Dạ rồi. Rồi anh mua thêm một cái lắc tay cho anh đeo, là một cái lắc hỏa tiễn nè, khúc mà tài phát tài nè, đe may mắn nha, móng máy đây công nghệ 5D sáng lung linh luôn. Lắc này tầm có khoảng là 3.8 nè, nữa là đẹp luôn. Rồi anh lựa thêm một cái vòng em bé thì rất là dễ thương luôn, vòng này là có khoảng là 5.7 à, thì cho bé con luôn. Rồi thì gia đình của anh mua đây mà thì em gái mua một bộ xi men đó ha. Đây là hai bộ xi men, 14 vòng xi men làm có một máy lắp sáng luôn lên luôn ha. Bộ này là có khoảng được 7.8 là hai bộ ha. Tổng số tiền của đại gia đình anh mua là 60 mấy triệu mấy trăm ạ. Em cảm ơn gia đình của anh được để ghé cùng bàn Kim Thảo anh em ạ. Em xin kính chào quý hàng này bạn Kim Thảo. Hôm nay em rất hân hạnh chào đón đời đại gia đình luôn ha. Ở thủ Tân Nguyên, thủ lộ 1 nha. Ghé ủng hộ tiệm vàng Kim Thảo là ba siêu phẩm vật khác của tiệm vàng Kim Thảo luôn. Ở xa xôi mà vẫn ghé ủng hộ tiệm vàng Kim Thảo này em rất là quý luôn. Và đây à, chỉ lựa một sợi dây nè, con rít nè, tép nè, móc máy nè, theo công nghệ tiên tiến và sáng luôn lên luôn ha. Đây là có khóa hộp rồi chắc chắn luôn nha. Dây này là nếu muốn đeo trắng hay đeo hoa màu thì cũng rất là đẹp luôn. Nhưng mà chị thích đeo vàng nè. Dây này tầm có khoảng là 6.4 ạ. À. Rồi chị gái đeo ha. Rồi, đeo rất là êm, cổ rất là đẹp luôn, lên cổ nằm êm rất là đẹp luôn. Rồi. Chị đây là chị em, còn đây là chị gái lựa thêm một sợi dây bi bụng đó nha. Có một viên hột tấm là kết sò nhân tạo rất là sáng lung linh luôn ha. Đây à, dây bi bụng này tầm có khoảng là 4.9 ạ. Rồi đem đeo chị luôn ha.
rất đẹp luôn, sáng lung linh luôn. Dạ rồi, chỉ mua tặng cho anh xã là một sợi dây Hồng Kông trơn nha, khóa hộp rất là chắc chắn luôn. Dây này tầm có khoảng là 8 chỉ mấy à, phong bọng rất là sáng luôn ha. Tổng số tiền đại gia đình chỉ mua là được 79 triệu mấy trăm. Em cảm ơn mấy chị đã ghé mua đồ hài phim mặt bên em ạ. Em xin kính chào quý khách hàng tiệm vàng Kim Ngọc ạ. Hôm nay em rất hân hạnh được chào đón anh Tuấn ha, đến từ Tân Phú ha. Anh ghé mua tiệm vàng Kim Ngọc là một cái tấm lắc siêu hot luôn. Đây ạ, đây là lắc khoan lạc đôi nè, bầu trơn nè, rất đẹp luôn. Lắc này tầm khoảng là 3 lượng 3 nè, đường khóa hộp rất là chắc chắn luôn nha, không có hộp là nó cứng cáp luôn. Rồi rồi, em đeo vô tay khách cho khách hàng xem nha. Đây, rất đẹp luôn. Tổng số tiền của anh mua lắm lắc này là khoảng là 134 triệu mấy trăm ạ. Em cảm ơn anh đã ghé mua thì bà kia thảo bên em.